Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Phú đến từ Auto Wasa 5 quận 9 nha. Thì hôm nay trước mặt mình đây là một chiếc Mitsubishi Outlander nha. Thì như các bạn đã thấy thì khách đã tới với mình để nâng cấp ánh sáng á, bởi vì đèn zin của anh á là bóng halogen á nên ánh sáng của nó rất là yếu á. Nó không đủ đảm bảo được cái tầm nhìn á. Thì nó coi mất an toàn rất là nguy hiểm á. Thì anh đã quyết định ghé bên mình để nâng cấp một cặp bi gầm F10 nha. Với nhiệt là nhiệt 5.500 nha. Đó, này thì big bass nguyên zin hết á. Đó, thì anh em hãy đợi kết quả sau khi bên mình làm xong sẽ quay cho các bạn xem nó sẽ sáng như thế nào. Sau khi bên mình lắp đặt xong rồi nha, nguyên zin nha. Đó. Đây, thì giờ mình sẽ test ánh sáng có pha cho các bạn này. Bật có đây. Đi gầm. Pha đây. Tắt. Đi gầm. Đã pha đi.